Thưa quý vị, với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên như đèo Hải Vân, cùng nhiều bãi biển đẹp và thắng cảnh thiên nhiên Nam Ô, khu du lịch Xuân Thiều, sông Cù Đê, Suối Lương, Làng Vân. Tuy nhiên, Liên Chiểu vẫn chưa khai thác cũng như phát huy thế mạnh để phát triển du lịch. Để từng bước đưa du lịch Liên Chiểu xứng tầm với tiềm năng vốn có, mới đây Ủy ban Nhân dân của Liên Chiểu tổ chức chuyến khảo sát các di tích, danh thắng, điểm đến và sản phẩm du lịch trên địa bàn hai phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Nam nhằm thiết lập các tour du lịch để đưa vào phục vụ du khách. Với sự tham gia của gần 50 thành viên là đại diện đến từ Sở Du lịch, Phòng Quản lý Lữ hành, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, Quận ủy, các phòng ban liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc, các đơn vị lữ hành và báo đài cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn thành phố. Chuyến khảo sát được triển khai tại các địa điểm đền tưởng niệm phường Hòa Hiệp Nam, cụm di tích Nam Ô, làng nghề nước mắm truyền thống Nam Ô. Tại các điểm khảo sát, ngoài phần dân hương tưởng niệm, đoàn khảo sát còn được nghe các thuyết minh viên trình bày về quá trình hình thành và phát triển, ý nghĩa lịch sử, văn hóa của các di tích, qua trải nghiệm và quan sát thực tế, rút ra được những điểm cần hoàn thiện để áp dụng vào việc thiết kế các tour tuyến, chương trình du lịch, phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp với đặc điểm cộng đồng dân cư và nhu cầu xu thế của du khách. Cái mong muốn lớn nhất của chúng tôi là muốn truyền tải đến tất cả những cái vị du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là những người Đà Nẵng, họ phải biết, họ phải đến tận đây, họ phải chạm vào cái chum này là nơi mà đã ủ những cái nước mắm rất ngon, rất chất và hoàn toàn tốt về mặt chất lượng, bởi vì đã được chứng nhận rồi. Và chúng tôi cũng mong muốn là ngoài cái việc người ta biết được cái truyền thống ở đây, biết được cái nguồn gốc của mắm này, tất cả những du khách có thể trải nghiệm cái việc thử làm mắm như thế nào và kết hợp mắm với những cái món ăn dân dã và bình dị như thế nào, và từ cái nước mắm đó họ sẽ du khách sẽ cảm nhận được biển Nam Ô là như thế nào, và con người của Nam Ô, con người của Liên Chiểu cũng đậm đà, mặn mà và nhiều yêu thương như là sản phẩm mà người ta đem lại. Ngoài di tích văn hóa, lịch sử, sản phẩm du lịch làng nghề đặc trưng, quận Liên Chiểu đến nay còn lưu giữ và bảo tồn được nhiều di tích gắn liền với lịch sử truyền thống, đấu tranh cách mạng kiên dũng của người Đà Nẵng như chiến thắng Đồn Nhất, bia chứng tích Trung đoàn 96. Việc đưa những điểm đến lịch sử cách mạng vào chương trình tour không chỉ có ý nghĩa giáo dục, tăng cường nhận thức về lịch sử cách mạng mà còn đáp ứng được nhu cầu du khách hiện nay. Du lịch về di tích văn hóa và danh lam thắng cảnh làng nghề là một cái hướng đi tôi cho rằng nó phù hợp. Và để làm tốt điều này, tôi cũng mong muốn rằng các sở ban ngành cũng quan tâm, tạo điều kiện, tuyên truyền quảng bá để tạo ra cái sự quan tâm của cộng đồng đối với việc đến thăm, tham quan và du lịch tại địa bàn Liên Chiểu. Cũng mong, thứ hai nữa cũng rất mong rằng các cái đơn vị lữ hành cũng dành sự quan tâm, kết nối, xây dựng các điểm, các tour để qua đó khai thác du lịch nhằm mục đích là tạo ra các cái sản phẩm du lịch có hấp dẫn và phù hợp để phát triển kinh tế cho bà con nhân dân, qua đó phát triển kinh tế xã hội của quận Liên Chiểu. Trong các đề án phát triển du lịch tại quận Liên Chiểu đã chỉ rõ tiềm năng và thế mạnh của địa phương là du lịch biển và nghỉ dưỡng, du lịch bằng đường sông, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng. Thế nên, làm sao kết nối được các điểm đến, hình thành được một chương trình tour hợp lý và đặc sắc, kết nối câu chuyện giữa quá khứ và hiện tại, mảnh đất và con người, đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, đặc sắc, hoàn thiện dần chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch, chính là vấn đề cần sự chung sức, phối hợp của địa phương, ban ngành, các công ty lữ hành, du lịch và hơn hết là chính cộng đồng cư dân Liên Chiểu.